Xin chào các bạn nhé, mình ở bên máy nhổ lông vịt thương hiệu Otta nhé. Thì hôm nay lên lại cái video để mà giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm máy nhổ lông vịt của bên mình. Thì hơn 2 năm qua thì bên mình đã bán rất là thành công và rất là chạy cái loại máy nhổ lông vịt cầm tay loại màu xanh như này. Đấy thì đã rất nhiều khách hàng đặt hàng rồi, đặt chục cái cũng có, vài chục cái cũng có rồi. Đây là ảnh thực tế của máy này. Đấy, có dập nổi chữ của Trung Quốc và bên mình có làm thương hiệu, đó là cái thương hiệu máy nhổ lông vịt Otta đây. Đấy, hướng dẫn sử dụng này, xuất xứ rồi là thông tin này, hướng dẫn sử dụng bảo hành này, đầy đủ hết này. Đấy, số điện thoại đặt hàng này. Đấy thì là lay lên lại video bởi vì nhiều người gần đây hay có hỏi rằng là có mẫu nào mới không. Mẫu mới kiểu như là hiện tại trên thị trường nó xuất hiện cái loại màu cam và màu đen. Màu cam thì nó có hai loại, một loại là dùng pin và một loại là vừa pin vừa điện. Thì cái loại đó thì là chính là cái nhà sản xuất, cái nhà xưởng này này của cái máy xanh này người ta làm ra. Thì là thì bên mình cũng có đặt mẫu về khoảng mỗi loại khoảng 5 thùng, mỗi thùng 20 cái. Thì để kiểm tra để xem chất lượng như nào thì thực tế sử dụng thì nó sẽ vẫn thua xa cái này. Mình hỏi xưởng là loại đấy với cả cái loại này là tốt hơn thì nó vẫn trả lời rằng loại này là loại tối ưu nhất rồi. Còn những cái loại kia gọi là biến thể, nó có một cái biến thể là không phải chỉnh cái lồng kẹp nhưng mà thực tế về sử dụng thì vẫn phải chỉnh bình thường, nên là không có gì thay đổi và thực tế là giá nó cũng cao hơn giá bình thường, cao hơn rất là nhiều và chức năng không có gì thay đổi. Nó có ba loại, là một cái là thêm một loại nữa là một loại nhìn trong suốt đấy. Đấy, cái loại vỏ màu trong suốt, vỏ màu vàng, vỏ màu cam đấy, thì nó là những cái loại gì nó không khác gì cái loại này cả. Đây loại bên mình đây, các bạn có thể thấy này, máy móc vẫn rất là ok, chẳng có gì cả. Chức năng của nó chỉ là nhổ lông vịt thôi, nên là nó dù nó có là máy biến thể như nào hướng dẫn thì vẫn là nhổ lông vịt. Quan trọng là tối ưu đến mức độ nào hay không mà thôi. Thì đây là cái xưởng duy nhất mà mình đặt từ trước cái này. Đấy, nó sẽ như thế này. Và đây là máy của nó đây. Máy thì khi mà chạy nó sẽ kêu như này. Một vài khách hàng thì khi mà đặt hàng thì thấy máy kêu sợ quá không nhận, báo rằng là trên video nó êm, sao bên ngoài nó kêu, nhưng mà chẳng có video nào bên mình để nó êm cả. Máy cắm vẫn là máy cắm điện đây, 220 đủ 12V. Máy kêu như này, nó kêu là nó do cái bánh răng nó vòng nó ma sát nhau thì nó kêu, chẳng có cái máy nào êm cả đâu. Đấy, nó sẽ kêu như này. Nên là các bạn mua thì các bạn phải hiểu rằng là nó vẫn kêu như thế nhá, chứ không có chuyện nó êm. Máy của mình hiện tại, giá hiện tại thời điểm bây giờ là đầu tháng 7 2023, giá thì nó đang là 1,2 triệu một máy. Khi mua một máy thì sẽ có được một, nhận được một máy này, một cờ lê, cái cờ lê của nó đâu rồi, một cờ lê này và hai con dao nằm lòng nhá. Đặc biệt từ đầu tháng 7 mình tặng thêm một con dao này, là dao đây gọi là nhíp này, và đây gọi là dao cắt tiết hay là dao gì thì các bạn về các bạn thấy cái nào nó hữu ích thì các bạn làm. Đấy thì khi mà mua thì sẽ nhận được như thế này nhá, hai dao làm lòng, một dao này là cái cà lê này được tặng sẵn nhá, chứ không phải là bên mình tặng đâu mà là xưởng mà tặng. Đấy, máy móc thì chỉ còn thế này thôi, tối ưu nhất rồi, không thể nào mà tốt hơn hay là kém hơn đâu. Đầu kẹp thì vẫn là cái loại rãnh thẳng nhá, rãnh xoắn mỏ từ lâu lắm rồi. Đấy, các bạn đặt hàng liên hệ số điện thoại này 0912656887. Đây là trưng bày vài con thôi, còn nó kho thì trong kia rất là nhiều, thùng rất là nhiều. Ở đợt này đang là dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch thì các bạn đặt hàng sớm thì bên mình gửi hàng cho các bạn nhé. Hàng các bạn mở ra kiểm tra, đánh thử thanh toán thôi. Tất nhiên chắc chắn là để bên mình mà đấy để gửi cho các bạn kiểm tra thì cái tỷ lệ mà các bạn nhận nó rất là cao, vì là bên mình nó phải kiểm tra trước rồi. Đây, hãy móc có một giờ kiểm tra, con nào lỗi thì gửi làm cái gì mất công ra, nhưng là các bạn không phải lo cái vấn đề là nhận được nó có chạy được hay không. Đấy, còn bạn nào muốn mua lẻ dao làm lòng gà hay là cái nhíp nhổ lông hoặc là cái dao cắt tiết gà là gì liên hệ bên mình nhá. Hàng sẵn rất là nhiều đây này, cả một thùng này. Con này là hình như là 1.000 dao làm lòng gà và 500 con dao này sao ấy. Đấy, bạn nào muốn mua cái này là máy này 1,2 triệu này, loại tốt nhất thị trường hiện tại, đảm bảo không có loại nào tốt hơn. Máy đen, máy cam rồi máy trong suốt, máy gì thì chăng nữa thì cũng chỉ thu hết cái thằng này. Thằng này là thằng đầu tiên ra thị trường và được các bằng sáng chế bên Trung Quốc, và tất cả những thằng khác đều là thằng ăn treo cái này. Việt Nam là một thằng ăn treo. Ở bên mình không bán hàng Việt Nam, hàng Việt Nam thì mình có làm việc, có nhập thử rồi, chất lượng rất là kém. Thế là mình sẽ lấy cái thằng mà nó là thằng sáng chế ra, chứ không phải là cái thằng đi copy lại. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo đặt mua. Đây máy đây, 1,2 triệu nhá.
Bạn nào đặt số lượng nhiều thì liên hệ cho nó nhanh, gọi cho nó nhanh. Đấy, video xin được kết thúc ở đây. Các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đặt mua thì ở miền Bắc gửi khoảng 1 đến 2 ngày và miền Nam khoảng 2 đến 3 ngày, không thể nhanh hơn được. Hôm trước có một ông ở Hòa Bình, ông ấy đặt chiều hôm nay thì sáng ngày kia mình giao. Đấy thì ông kêu là đặt chậm quá, ông mua bên khác thì đéo hiểu nó mới mua ở đâu mà ông ấy có ship nhanh được như vậy. Rất là bực mình. Kêu rằng là đặt hàng chiều hôm đặt hàng là bắt gửi xe, mà gửi xe bây giờ ông nào bắt gửi xe mà tôi thời gian đâu đi gửi cho ông được, gửi xe bắt chuyển tiền trước thì không chuyển. Ông lừa đảo các ông gì, mấy cái này làm cái gì. Đây, máy đây. Bấm lại cho ông xem này. À, quên đi phụ kiện nhá. Quên mất cái hỏi này. Chưa có phụ kiện này hỏi mất. Phụ kiện máy thì là bên mình có tất cả phụ kiện, nó không mang ra đây. Phụ kiện thì có từ vỏ này, nút bấm này, rồi là đầu kẹp này, vỏ, nút bấm, đầu kẹp, motor, cục nguồn, còn cái gì nữa không, tất cả mọi thứ đều có nhá. Thì là bên mình thì đã có nhập bên xưởng này về này, nhập bên xưởng về và có nhập tất cả phụ kiện mình vừa kể trên để về thay thế cho các bạn. Nên là bạn nào cần phụ kiện gì có hết phụ kiện đó. Máy mà hỏng nhẹ, ví dụ như là hỏng công tắc này, hỏng nút bấm này, hỏng cái đầu cục nguồn này, thì các bạn thấy các bạn tự thay. Đầu kẹp, có đầu kẹp hay motor bên mình có làm video tự thay hết cho các bạn rồi. Bạn nào mà cảm giác kiểu không hay được hay là khó quá không làm được thì để gửi với mình, bên mình thay cho, nhưng mà thế là các bạn thay được hết thì là chẳng có vấn đề gì cả đâu. Đấy thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tất cả phụ kiện đều có nhá. Các bạn không phải lo vấn đề đấy, đặt mua với mình thì yên tâm. Còn mình cũng có nhận được một vài thông tin rằng là rất nhiều bên là rất không phải có cái bên Phú Tiểu gì đấy nó hay báo với mình là hàng nhái thì lần sau các bạn nào mà đấy bảo hàng nhái thì bạn điện cho mình với mình xử lý nhá. Đây nhái cái quái gì đúng không? Máy móc thì như nhau, ông bán hàng như kích thì ông đi dìm hàng nhau bao giờ. Thấy chưa? Máy móc thì nó chỉ có một loại, ông cứ bảo chỗ này hàng giả cho hàng nhái. Mẹ lấy cùng xưởng. Ok nhá, video sẽ được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại video tiếp theo.